Xin chào quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi đang có 10 màn hình khổng lồ phục vụ cho nhu cầu theo dõi trận chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Lúc này thì mọi ngã đường cổ động viên đều đổ dồn về khu vực trung tâm của thành phố để cổ vũ cho U23 Việt Nam đang chuẩn bị bước vào trận chung kết với U23 Uzbekistan. Lúc này đang có hàng ngàn cổ động viên đang tập trung tại đây, và chỉ ít phút nữa thôi, khoảng một tiếng đồng hồ nữa thôi thì chúng ta sẽ được theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Hay nhất ở giải đấu năm nay, đặc biệt là trận tứ kết và bán kết vừa qua với những màn rực rỡ.